No. That's the top No, one, that's hi the bottom guys. one. Really? Oh. Lát xì nhổ răng không bà cô chú, nhổ răng mà vẫn nói chuyện bình thường, nhổ hai cái một lượt luôn. Right, someone's coming in. Wow, so brave, nhổ hai cái một lượt luôn, giỏi quá Oh, let me ta. go another way then. Cho mấy mày coi coi, lên đây mấy mày coi coi. Đưa cái miệng lên đây coi coi. Ok. Đây hả? Chưa, I have to wait, I have to pay the bill. Ồ, trả tiền hả? Ủa, em có cần transfer You tiền wanna wait in the car? You okay? Say hi ông bà cô chú. Như say hi nha. All right. Hailey đang dắt ông bà cô chú đến nơi này gọi là Stanford Shopping Mall Center. Chỗ này là đa số là Mỹ trắng ở anh. Mỹ trắng hả? Yes. Mỹ trắng nhưng mà giàu nha cả nhà, Mỹ trắng mà giàu nha. Tới đây ăn tại vì cái chỗ làm răng của bác sĩ kế quên đây á, cả ông bà cô chú cả nhà, cho nên ghé đây ăn cho nó gần á. Bác sĩ ăn không có được rồi, bác sĩ chỉ là húp được súp thôi à, ông bà cô chú. Con thay đậu hả? Trời ơi, chỗ này nó bán nhiều trái cây quá à. Ông bà cô chú ơi, chồng Hailey sẽ kiếm trái đào mua cho Hailey nha. Hả? Miệng hết hả? Wow, nhiều trái cây quá cả nhà. Ờ, mua cho em đi anh. Wow, có dưa hấu nữa kìa. Wow. Có nhiều trái cây quá. Nhưng mà không có trái cây của Á Châu, thằng là trái cây của Mỹ luôn mà. Ồ, sao anh ta lửa hết làm sao? Nhưng mà đông người. Yeah, lúc nào mà gia đình đi ăn á, ông bà cô chú, bác sĩ nó cũng ngủ vậy nè. Lý do là ban đêm không ngủ, thức tới sáng, bữa nào cũng 6 giờ sáng ngủ hết đó ông bà cô chú. Không biết làm sao mà để sửa nó luôn, không biết làm sao mà để trị được cái bệnh không ngủ của nó. Cho dù mình bắt nó thức nguyên một ban ngày đấy, mình bắt nó rất nguyên ngày á ông bà cô chú, để cho ban đêm nó ngủ được á là nó cũng thức trắng đêm luôn, nó không ngủ, kỳ vậy đó. Nó thấy lì được, tìm được cái nhà hàng này rất là ngon luôn cả nhà, nhìn bộ dạng hình nó, đồ ăn nhìn rất là ngon. Cái sợi mì của nó là ổng làm bằng tay á ông bà cô chú. Lại đây cháu của Hailey nó nói nó nhìn có món nào nó cũng muốn ăn hết trơn. Nó có bụng mà ăn vừa hết, mà nhìn món nào cũng muốn ăn. Go straight in, straight in, straight in. It's right there, straight in, I told her straight in. Chụp hình làm gì? Every time we eat, go eat with her, she like takes a little bit of time to take a picture. Oh yeah, nó muốn chụp hình á. Rồi đợi nó đi. Sao xéo xéo vậy? Em thích chụp xéo nhìn mới đẹp. Chụp thẳng quá đâu có đẹp đâu. Just take the bite or eat the other half. Nó đang ăn một miếng mà em ăn một miếng luôn một cục. No, that's okay. I think you didn't want to eat it, that's why you got the half. Tại em thấy nè, em có chút xíu còn đẹp mà. No, yeah, just eat it, we'll order another one. Có miếng gì ăn đâu có đã đâu. You want to order another one? Yeah, order em thì nè. Nó sắp xếp hơn beginning chứ. Nó chua cả nhà, chua. Nó để mè đen nữa cho nó thơm. It's crab, right? Uh-huh.
Can I order one more of this? Can I want some? Definitely cannot eat back with a raw. Yeah. So you know in the middle, stop me on top. Get down right here. That's how you eat it? This is... You don't put it in your soup or something? It's a cupcake, huh? It's a cupcake, huh? Really? It's like you dip it. Oh, you need help? Huh? You need help? No, I'm there, but I can pour soup over, boy. Oh, you're not dipping it? No, I can dip it, like, and you pour over. Oh, yeah. No, I just want to eat the cupcake. Yeah, eat it on the plate, man. You wanna get it before I eat? Or you don't care? Yeah, get it before I eat. Before I destroy the plate. Bây giờ nó dính với bạn á. Instead of dip and jam, yo. Same thing. Thank you.
Why is it falling apart with this? I know. It's hard to eat. How's it cold? It's cold. Ah. I'm like, can you mean with the bad gun? We have no way. That's good. Okay. I like chewy noodle. Giấy bằng giấy ở sổng này không biết. Giấy nó rất là chất lượng. Yeah. Giấy nó rất là cứng. Cái bằng giấy luôn. Nó giống như là vừa giấy vậy nha. Rất là chất lượng luôn. Xài không thấy gắt luôn. Mà bự nữa, nguyên miếng bự. I just wish it was a little hot. It's kind of cold. These are cold, but I'm hot now. Huh? I'm not hot now. That's what I'm saying. I wish it like warmed up a little bit. Just a little. Mm-hmm. Mm-hmm. Not good. Sure. I think I'm going to die. I'm going to die. Con thấy liền ngồi dưới đây nè ông bà cô chú. Mệt. Nhổ răng hai cái một lượt mệt. Chưa ăn gì nó đói bụng. Anh kiếm gì cho con ăn nên đói bụng nghiệp nó. Is it your first time here, Nhi? Con có nhiều cháu hay là lần đầu tiên nó đến đây không hoặc cô chú? Tại vì ở nhà không ai chở đi đâu hết trơn, trừ khi nó đi với gia đình có hay là thôi à.
Vô mua cho em cái chiếc lắc đi. À, chó dễ thương quá, cả nhà ơi, so cute. Is that like ice cream or? Yeah, that's ice cream. Here, Tiffany, get y'all. Tiffany, huh? Yeah, that wants a $40,000. Thôi không thích nào, vô trọng không mua được, kỳ quá. Cherry girl, grow in Washington. Người trái nó đỏ anh, nó đỏ mà cứng hả coi. Has to be shiny skin mới là mới nha anh, còn không có shiny nó cũ. Nó mới trái gì á? Ở dưới đây còn nè, dưới thùng còn nè. Thùng còn. Yeah. Okay. Ooh, red fin is plum. So good. Sugar prawns. Huh? What, two bags? Mm-hmm. Damn, the trip ăn luôn. Oh, the grape look good. It says sweet and seedless. Hồi mắc của anh 6 đồng một bag. How many? $4 phải không? Yeah. Hồi mắc của anh mua một bịch được rồi. Mắc quá. Mua mặt được rồi. Tính tiền đi. Mặt được rồi. Mua miếng nho ăn thử không? Mua chút xíu nho ăn thử không? The red one? The red one? Yeah. Just bite them, see if you like it or not. Nó chưa gỗ mà. Trời ơi, nhìn cái cherry bự quá anh. Bự không? You want one? Yeah, mua bịch đi. Cứng không? Yeah, vậy thôi khỏi mua grape đi, nếu mua cherry khỏi mua grape, mua nhiều quá ăn không hết đâu. Ok. Còn cái đùm đen rồi đùm đen đỏ kìa. Mua hả? Cái đó mua 2-3 trái gì, 3 trái, 4 trái gì. Nha. Yeah. Khi chồng nha cả nhà, nhiều trái cây. Tôi bán cũng có mấy loại thôi à, nhưng mà tại vì khác loại nhau á, như táo đủ thứ hiệu vậy á. Dưa. Bắp. Cà chua. Ồ, trong đây là có bán giống như là chợ cả nhà. Rau củ quả. Organic apple. Cái này apple tự nhiên. Không thuốc, không phân. Cả nhà ơi, bây giờ đi mua
đi kiếm cà rem mua cho bé Lexi, tại vì bé nhổ răng á, không có ăn được đồ ăn bình thường của mình, chỉ ăn được súp với ăn cái chất lỏng á, với lại ăn những cái gì mà nó mềm, thật là mềm á. Rồi bé nói thôi ăn cà rem, mua cà rem cho bé ăn. Với lại trời nóng thì gia đình thấy liền ai cũng muốn ăn cà rem hết. Nóng thiệt đó chứ. Mỗi lần nóng vậy hết lại suy nghĩ mùa hè này mà về Việt Nam ná thở. Về là phải lựa tới mùa đông, mùa Noel. Ở đây có thêm một cái phở Hà Nội nữa nè cả nhà. Để Hailey hồi bữa, Hailey có video về ăn phở Hà Nội ở San Jose cả nhà. Cái có một người vô á, là Hailey nói là Hailey này nọ Bắc Kỳ này kia này nọ, qua bên nước Mỹ này nọ, rồi nói tới ông bà cha mẹ của Hailey tùm lum la hết trơn cả nhà. Thật sự Hailey á biết về chính trị nhưng mà Hailey không có giống như là bên ai hết đó cả nhà, giống như bây giờ sống cuộc sống này chỉ là đang sống hiện tại và sống cho tương lai thôi, chứ giống như hồi trước mình đâu có đẻ hồi trước đâu mà mình lo về hồi trước nữa, đúng không cả nhà? Nói như mỗi lần mà Hailey quay cái gì mà hơi lỡ đụng chạm tới cái gì á, bị vô có người la Hailey không cả nhà, tội Hailey ghê luôn. Phở Hà Nội thì bây giờ người ta mở nhiều thì Hailey với chồng Hailey muốn ăn thử thôi nó, rồi nói là Hailey xàm nhàm chán này kia nọ, nó tội Hailey ghê luôn. Chảy mỡ. Trời ơi, cái mùi của cái waffle cone ở cả nhà nó thơm. Cái mùi của cái bánh kẹp đó, đó. Hồi xưa thấy đi làm cái đó cả nhà. Hồi xưa thấy đi làm bánh kẹp đó, thấy đi để những cái thùng y chang vậy luôn á. Thấy đi làm mà đổ bánh kẹp đó, thấy đi để những cái thùng y chang vậy đó. Em nấu ăn được nào? Anh cái mùi waffle cone á, nhớ em đi làm không? Trời ơi, nhớ là cái chóp hồi là lần đầu tiên trong cuộc đời cái nhà bán cà rem á, với lại cái bánh kẹp á. Nó ngày nãy Lê cũng đổ bánh kẹp cái để vô cái thùng vậy á. Người ta được ăn cà rem trong mùa hè thấy thèm, còn thấy liền ăn vô đó là đau bụng mà buồn cho sốt phạm gì đâu. Hồi xưa thấy là đứng đổ y chang cái như vậy cái nhà đó, thấy là đổ cái bánh đẹp á, cho nên nó ông bó cái bắt thấy là đứng đổ hoài, đổ lần là năm sáu máy vậy đó cái nhà, đổ cái đó cũng vậy lắm cái nhà, nó có cái giờ á, mình cứ để vô để bột vô cái có giờ nó nhảy lên cái là mình lấy bánh ra thôi, rồi cái mình để vô cái miếng thiết á mình cuộn lại vậy nè, cuộn tròn lại là nó dính. Nó thấy thường không, gia đình ăn á thấy thì đâu được ăn đâu. Thấy thì nhìn mấy người này ăn mà chạy nước miếng thôi. Too sad for me, I can't eat. No, ăn không được. Ủa con lấy về Vanilla hả?
Just vanilla? Yeah. You're boring. I was gonna get the birthday cake blackberry flavor, but I'm scared I wouldn't like it. So do they have pistachio? No, no. No. Coi ra giá thôi. 28 đồng hả trời? Cho 3 cây hả? Đây, đây nào. Yeah, in the car? Hay là đứng ở đây? Hay là đứng ở đây? We can go to the car, but don't have to hold my ice cream. Đi ăn đi. Đi vô xe cả nhà ơi, tại vì trời ở ngoài nó nóng lắm, chịu không nổi đâu. Cảm ơn anh ba cô chú. Anh ba cô chú đăng ký kênh, nhấn like và chia sẻ. Con chúc anh ba cô chú sức khỏe.